Thưa quý vị khán giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay sẽ cập nhật nhanh những thông tin đang được quan tâm. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin đầu tiên. Chiều ngày 20 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Tân Biên và huyện Tân Châu. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc dự và trao quyết định. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thành Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tân Châu, dự chức Phó Bí thư huyện ủy Tân Biên. Ông Võ Hồng Sang, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Tân Châu. Chiều ngày 20 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố và trao các quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trao các quyết định. Theo đó, ông Lâm Công Dự, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, giữ dự chức vụ Phó Giám đốc Sở xây dựng, Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023. Ông Trương Văn Dĩ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Ông Đặng Văn Nghĩa, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tân Biên, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023. Sáng ngày 20 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội tổ chức lớp tập huấn dành cho các hướng dẫn viên du lịch, các công ty du lịch lưỡng hành. Đến dự có ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội. Các học viên được cung cấp các nội dung chuẩn hóa kiến thức về các khu điểm du lịch Tây Ninh, lịch sử văn hóa của vùng đất này, cung cấp những tiềm năng lợi thế của du lịch tỉnh nhà, giúp cho những người làm du lịch khai thác tốt hơn trao đổi kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống, các kỹ năng hướng dẫn chuyên biệt, xây dựng quy trình hướng dẫn du lịch hướng tới mục tiêu mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tây ninh, đơn vị này đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, một trong hai khó khăn lớn nhất làm ảnh hưởng tiến độ thi công và giải ngân đó là nguồn đất san lấp, đá sỏi nguyên liệu trên địa bàn tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế của các dự án nguồn nguyên liệu đất sỏi đỏ, giấy phép khai thác còn trữ lượng và thời hạn khai thác chủ yếu tập trung ở các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành. Tuy nhiên, các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai như đường 787B, 789, ED8, đường vào cầu Ông Sải lại nằm trên địa bàn thị xã Tráng Bàng và huyện Chư Minh Châu. Các dự án này lại cần nguồn nguyên liệu đất sang lấp, đá, sỏi đỏ khá lớn. Theo ban quản lý, để vận chuyển nguồn nguyên liệu về thi công dự án sẽ phát sinh chi phí vận chuyển khá lớn. Nguồn vật liệu đá các loại trên địa bàn tỉnh hiện cũng bị khan hiếm. Ngành giao thông cũng đã có kiến nghị các sở ngành tỉnh tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh quy hoạch cấp phép khai thác nguồn vật liệu đất sỏi phù hợp với từng địa phương nơi có dự án đi qua, đảm bảo chất lượng và trữ lượng khai thác đủ để thi công xây dựng các dự án đúng kế hoạch tiến độ đề ra. Thưa quý vị, bà Trần Thị Ri sinh năm 1958, ngụ khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, gia đình thuộc hộ nghèo, không có đất, không có nhà ở. Từ con bò sinh sản được trao tặng, đến nay gia đình bà đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2016, bà Ri bị tai biến không thể đi lại sinh hoạt được. Vợ chồng bà còn nuôi một cháu ngoại bị khuyết tật bẩm sinh. Xét hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Hội Liên nghiệp Phụ nữ thị xã Hòa Thành đề xuất và được câu lạc bộ nữ từ thiện tỉnh trao tặng cho bà Ri một con bò sinh sản. Đến nay, từ con bò cái ban đầu với sự chăm sóc của gia đình, đã đẻ được 14 con bò. Gia đình bán 11 con trang trải chi phí chữa bệnh cho bà Ri, trả vốn vay ngân hàng. Hiện tại gia đình vừa có thêm một bê con. Vợ chồng bà Ri cho biết sẽ gửi cho phụ nữ địa phương một con bò cái để hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình bà trước đây, giúp họ có điều kiện dương lên. Sau khi những người thực hiện chương trình từ trái tim đến trái tim chia sẻ thông tin về bệnh tình của em Duy, các mạnh thường quân đã cùng chung tay hỗ trợ cho em ngày 19 tháng 3 năm 2023, đại diện những người thực hiện chương trình đến thăm hỏi và trao cho gia đình em số tiền 12 triệu 900 ngàn đồng. Nhóm thị quyện từ trái tim đến trái tim của huyện Châu Thành cũng trao cho gia đình em Duy số tiền 3 triệu đồng. Em Phạm Thanh Duy ở xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt từ đầu năm 2023. Gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương, cha mẹ làm thuê, không có điều kiện điều trị bệnh cho em. hôm qua 19 tháng 3, thông tư số 04 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội chính thức có hiệu lực. Về tiếp nhận tiền công đức tài trợ, thông tư quy định phải mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử, về tiếp nhận tiền mặt phải cử người tiếp nhận mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận đối với tiền trong hòm công đức định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm đếm ghi tổng số tiền tiếp nhận đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để bảo đảm việc quản lý an toàn minh bạch các khoản công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận Tiếp nhận kim khí quý, đá quý phải mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do tổ chức cá nhân hiến tặng cho cung cấp. Thực hiện chủ trương đầu tư phương tiện vận tải sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 3 năm 2023, hệ thống xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh có gần 500 xe sử dụng năng lượng sạch khí thiên nhiên nén. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 2.043 xe buýt tham gia hoạt động trên 127 tuyến, trong đó 1.547 xe buýt sử dụng nhiên liệu dầu diesel và 496 xe buýt sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén CNG. Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình hoạt động của xe buýt CNG đang có một số khó khăn do hiện chỉ có một doanh nghiệp đầu tư trạm cấp và quyết định giá bán nhiên liệu CNG nên về nguồn cung cấp nhiên liệu bị phụ thuộc vào đơn vị này. Trên địa bàn thành phố cũng chỉ có 3 trạm nạp khí CNG cho xe buýt với công suất phục vụ 180 lượt xe một ngày. Việc hệ thống trạm cung cấp nhiên liệu CNG quá ít nên không thuận tiện cho việc nạp bổ sung nhiên liệu. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư mua mới xe buýt CNG có giá cao hơn so với loại xe tương tự sử dụng nhiên liệu diesel từ 20 đến 50% nên hạn chế việc đầu tư của các doanh nghiệp vận tải. Liên quan đến sự bùng phát các ca bệnh viêm gan A ở bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ, ngày 19 tháng 3, các cơ quan chức năng nước này tiến hành thu hồi mặt hàng dâu tây hữu cơ đông lạnh sau khi phát hiện mầm bệnh trong các sản phẩm này bày bán tại các cửa hàng và siêu thị lớn. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ khuyến cáo người dân không nên tiêu thụ một số loại dâu tây đông lạnh vì có 5 trường hợp mắc viêm gan A sau khi ăn trong năm ngoái. Kết quả điều tra phát hiện ra rằng cả 5 người này đều mua cùng một thương hiệu châu Tây Đông Lạnh trước khi phát bệnh. Đây là sản phẩm nhập khẩu từ một số trang trại ở Mexico và có khả năng là nguồn gốc của đợt bùng phát bệnh viêm can A này. Sau khi kết quả điều tra được công bố, hai doanh nghiệp là California Blender và Zenith Bruce tự nguyện thu hồi sản phẩm này được bày bán tại các cửa hàng và hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc. Việc thu hồi áp dụng với nhiều thương hiệu khác. Theo CDC, viêm can A là bệnh nhiễm trùng can, thường lây lan thông qua tiếp xúc gần với người bệnh hoặc tiêu thụ đồ ăn, thức uống bị nhiễm virus. Mối quan hệ Nga và Trung Quốc đem lại sự ổn định cho toàn cầu và là hình mẫu cho hợp tác hài hòa. Đây là nhận định được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm tới quốc gia này. Trong một bài viết được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Tổng thống Putin cho rằng quan hệ Nga và Trung Quốc là trụ cột trong ổn định toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng và giúp đạt được chương trình nghị sự tích cực trong các vấn đề quốc tế. Quan hệ giữa hai nước là kiểu mẫu cho sự hợp tác hòa hợp và mang tính xây dựng giữa hai nước lớn. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh Nga và Trung Quốc đã nỗ lực không ngừng nghĩ để tạo ra một hệ thống an ninh quốc tế và khu vực công bằng, cởi mở và toàn diện, cũng như không nhắm tới bất cứ quốc gia thứ ba nào. Ông Putin đánh giá chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là sự kiện quan trọng, khẳng định bản chất đặc biệt của quan hệ Moscow-Bắc Kinh. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Nga từ ngày 20 đến 22 tháng 3 và có các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin vào ngày 21 tháng 3. Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt.